Sau đây là mình làm cái clip test winner nha anh em. Cái clip này mình đã vô IC Abido Mobin Benzin FI Bori Bạch Kim. Đây mình test hộp số trước nha anh em. Mở máy. Bốn đề. Rồi động rồi. Rồi. Bóc con nha anh em. Rồi, rồi 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. Rồi 3 4 5 6 5 4 3 2 1. Nói chung số rất nhẹ nha anh em. Bóc giờ mo rất là dễ. Thấy không? 1 giờ mo cũng dễ nữa, thấy không? 2 giờ mo cũng dễ nữa. Đó, mình vẫn bóc con nha. Không nhích tới nhích lui xe tùm lum nha. Vẫn bóc con vô lai số nha. 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 đó. 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1 đó. Mò đó, mình vẫn bóp không nhấp nhá nhá nè anh em giữ nha. 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. Nói chung là mình không có nhấp nhả con nha, mình vẫn giữ im nè. Thấy không? Thấy không? Đó. Đó mình quay ngang cho anh em dễ thấy là mình giờ mo nha. Giờ mo rất là dễ. Đó, rồi. Đó, anh em thấy con số 1 chiều nha. Rồi mình chạy thử cho anh em coi nha. Rất là nhẹ. Đây mình quay lại cái hộp số lần nữa cho anh em coi nha. Đây là mình đang đi là IC Abido chỉnh nấc 5 mô biên sườn benzin FI cho Honda, dòng Honda nha anh em. Mình có đi Buri Bạch Kim nữa, mình bóc con vô nha. 1 2 3 4 5 6 đó. 5 4 3 2 1 đó. Mình vô mình đá nhanh luôn nha anh em. Mình lấy cái chân mình móc số nhanh luôn. Dễ mo rất là dễ. Đó, có hai này dễ mo nè. Nghe anh em mình xanh mình đỏ. Dễ rất là nhẹ nhàng. Đó. Rồi. Anh em nào có muốn làm cái nồi này và phun lửa thì ghé tìm mình nha. Thì mình là TVK 147 Tân Khai, phường 411. Số điện thoại là 0909774482 và 0902590411. Rồi, mình đang làm rất là nhiều loại xe nha anh em. Chúc anh em có một ngày đầu tuần thật vui vẻ nha.